Buổi học hôm nay thì mình sẽ chữa câu thức gọn nhé. Trong đề thi vào lớp 10 các năm, mình sẽ cố gắng là mình chữa thật hoàn chỉnh và thức gọn. Chữa câu thức gọn nhé. Trong đề thi. Được chưa? Thì mình sẽ chữa đề đầu tiên là đề mới nhất của năm nay, chính là đề năm 2021 các bạn nhé. Mình viết đề nhá. Câu này của con thì sẽ chiếm 2 điểm trong đề thi của mình. Nào, để câu này cô sẽ ghi cho con nhé. Câu này 2 điểm này, câu 1 trong đề nhé. Câu này đề nhé. 21 đúng không? Câu này các bạn được 2 điểm. Mình sẽ cho như sau này. Cho 2 biểu thức. Cho 2 biểu thức nhé. Biểu thức A của mình bằng căn x chia cho căn x cộng 3. Được chưa? Và biểu thức B của mình bằng 2 căn x chia cho căn x trừ 3. Trừ đi 3x cộng 9 chia cho x trừ 9. Được chưa? Với x của mình lớn bằng 0, x khác gì ạ? Khác 9. Được chưa? Cái câu một nhỏ của mình nhé là tính giá trị của biểu thức A, tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 16. Câu 2 chứng minh A cộng B thì bằng 3 chia cho căn cộng 3 nhỉ nhá. Con nghe nhá, câu thứ nhất này, cái ý A này, là căn x trên căn x cộng 3 và B là để cho B là 2 căn x trên căn x trừ 3 trừ đi 3x cộng 9 trên x trừ 9 với x lớn bằng 0 và x khác 9 nhá. Câu A là tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 16. Câu B là chứng minh A cộng B thì bằng 3 trên căn x cộng 3. Về cơ bản thì đề năm này khá là dễ, được chưa? Như thế này rất dễ nhá. Đề thi này các bạn thi vào ngày 13 tháng 6 năm 2021, đề thi mới nhất của các bạn được chưa, và thời gian làm bài của mình là 90 phút, mà bài thi của mình thì gồm có 5 câu 4 câu đúng không ạ? Đấy, vậy thì số lượng câu này các bạn chỉ làm trong khoảng thời gian ngắn ngắn thì dễ lắm, các bạn phải làm nhanh chua. Nào, bắt đầu làm, mình sẽ cùng chữa với nhau nhé. Phương Anh nào, khi x bằng 16, x bằng 16 thì thỏa mãn điều kiện là x lớn bằng 0 và x khác 9 rồi. Thì khi x bằng 16 người ta yêu cầu tính A, thì mình làm, mình nói như thế nào Phương Anh nhỉ? Thầy
Thay x bằng 16 vào biểu thức A, ta có vừa thay x bằng 16. Cô muốn thay x bằng 16 vào A. Vào A đúng không? Thì sao nhỉ? Thì A bằng có. Mình thấy là mình lẽ ra là mình phải nói như thế này này. X bằng 16 thì thỏa mãn điều kiện là sao đây? Được chưa? Vậy thì khi x bằng 16 thì căn x của mình sẽ bằng gì ạ? Bằng 4, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà thôi mình không phải nói dừng đàm, thay x bằng 16 vào A đi. Vào A thì chỗ này sẽ là căn của 16 này đem chia cho căn của gì ạ? 16 cộng với 3. Đấy. Thì các con sẽ thấy là gì ạ? 4 chia cho 4 cộng gì ạ? Cộng 3 và nó bằng gì ạ? 4 phần điện phần 7. Câu này rất là dễ đúng không? Thế sau đó thì mình chỉ kết luận là gì ạ? Thay A bằng 4 phần 7 khi bằng 16. Chưa? Vậy A nhé bằng 4 phần 7 này khi x bằng 10 này 16. Chưa? Tức là câu B là câu thứ 2, ý thứ 2 của mình là ý thứ 2 là trường ra nào, trường ra nào như nào nhỉ? Con rút gọn B trước ạ. À, tức là trước khi làm thì con rút gọn B trước được gì? Nhưng mà bài này thì con nhìn kỹ một chút nhá. Con thấy là x trừ 9 này khi mình tách ra nó chính là căn x cộng 3 thì căn x trừ 3 đúng không ạ? Đấy. Khi nó tách ra nó chính là căn x cộng 3 thì trừ 3 thì có thể cộng luôn cũng được. Và cô chú ý gọi chi cô nhắc bài này rất quan trọng đấy. Chỗ này là căn x này chia căn x cộng 3 con đem cộng với gì ạ? 2 căn x chia cho gì ạ? Căn x cộng trừ 3 trừ đi 3 x đúng không? Bác trí đúng không? Trên cho x trừ 9 nhé. Đấy, mình trong này mình có thể làm gì ạ? A đây ạ. A cộng B thì bằng đúng không? Này bằng được thế này đúng không? Đấy. Thì sau đó chúng ta thấy như nào này? X trừ 9 là mẫu chung đúng không? Thì bạn này nhân với gì nhỉ? Nhân với căn x trừ 3. Còn bạn này thì nhân với căn x cộng gì ạ? Cộng 3 thì thôi đúng không? Nó bằng này căn x này nhân với căn x trừ 3 cộng với 2 căn x nhân với căn x cộng gì ạ? Cộng 3 đúng không ạ? Trừ đi mở ngoặc đúng không ạ? Là 3x cộng 9. Tất cả mình đem chia cho gì ạ? X trừ gì ạ? Trừ 9. Các bạn thấy là x trừ 9 này. Còn x trừ 9 á, x trừ 9 này thì nó bằng đúng là căn x trừ 3 nhân với căn x cộng 3. Được chưa? Đấy. Mình thu gọn lại nhá. Thu gọn lại này. Thì chỗ này sẽ là x này, đúng không? X trừ 3 căn x là cộng với lại 2x cộng 2x nhá. Cộng với 6 căn x. Được chưa? Đấy. Xong đem trừ đi 3x trừ đi 9 đúng không? Tất cả mình nên chia cho x trừ 9. Đấy. Còn cái đấy đấy nhá. Cụ số nào cũng đi tiếp này. Nên nào tất cả các bạn phải đồng hành làm cùng cô hỗ trợ để xem có ra kết quả như vậy không, xem mình có làm đúng bài không, mình thiếu những bước nào, mình làm sai bước nào. Vì bài này được 2 điểm thì có nghĩa là mỗi câu của các bạn được 1 điểm, trong khi câu đầu tiên rất là dễ như vậy các bạn được 1 điểm. Các bạn cố gắng đừng tính sang câu đầu tiên nhá. Đi thi mà nhất thiết đúng bài thu gọn, bài thu gọn cứu mình được 2 điểm rồi, mình còn làm sai và rút gọn thì chắc là không ổn được đúng không? Đấy, nhá. Nào. Xe các bạn nhá. Thì mình sẽ có tiếp tục ở về nhỉ. Nào, chúng ta khá đơn giản có bao nhiêu không? Chúng ta sẽ được là 3x này, đúng không? 3x này.
cộng với 3 căn x. Đúng không? Trừ đi 3x trừ 9 đúng không? Tất cả chia là x trừ 9 bằng 3x 3x hết nhé. 3 căn x trừ 9 chia cho x trừ 9. Rút 3 ra ngoài, bên trong còn căn x trừ 3. Dưới mẫu của mình tách được là căn x trừ 3 nhân với căn x cộng nhỉ? Cộng 3, nên rút gọn đi thì mình sẽ được là 3 chia cho căn x cộng 3, đúng không? Khi mà mình rút gọn như thế này rồi thì mình đã chứng minh được, đúng không? Có nghĩa là đấy là đầu tiên mà mình đã mãn rất là dễ. Vì cũng có thể là đề năm ngoái thì cô cũng cho dễ hơn, là bởi vì năm ngoái có dịch đúng không ạ, nên là cô cũng sẽ dễ hơn. Nhưng bây giờ thì năm nay của mình tập tạm thời dự định của mình cũng ổn ổn rồi, thì có thể đề năm nay của các bạn sẽ khác đấy, khó làm hơn, thì các con sẽ lưu ý lại cô nhé. Đấy là mình hoàn chỉnh một đề đầu tiên trong đề thi của năm nhé. Các bạn nào làm sai không nhỉ? Lan Anh làm đúng không? Lan Anh làm đúng không nhỉ? Sang đúng không? Có cô ơi. Phải đúng không? Đấy thì Có. có nghĩa là các bạn đã hoàn thành 2 điểm rồi nhá. Thì mình sẽ sang một đề thi của năm tiếp theo nhá. Đề thi của các bạn của năm tiếp theo thì thực ra là đề thi của các bạn thì năm nào cũng trước một cũng sẽ như nhau thôi, mình vẫn ôn như vậy thôi. Quan trọng là chủ yếu của các bạn phải ôn tốt, và khi mình làm đề là mình làm sao mà mình cẩn thận thì sẽ an toàn trong đề thi nha. Chứ lực học thì đa phần các bạn là 9 điểm rất là nhiều, nhưng để về đích có đạt 9 điểm không thì lại là cả một vấn đề, đúng chưa? Đấy, nên các con phải xin lưu ý hơn trong những cái bài học của mình nha, và tránh để sai sót những cái lỗi mà nó đang có, được chưa nhá. Nào, thì mình sẽ vào đề thi của mình, vào đề thi con sang câu 2. Đặt đề thi này. Năm 2020. Chưa? 2020 các bạn thì các thi vào ngày 18 tháng 7. Nhá, nhớ đấy, năm 2020 các chị đã thi còn với một đề như sau. Đề 2020 thì vẫn cho 2 điểm. Đấy. Nhưng số lượng câu hỏi đã nhiều hơn. Được chưa? Nào, mình cho biểu thức A. Cho A bằng căn x chưa? Trên căn x cộng 2. Và biểu thức B là bằng 2 chia cho căn x cộng 1. Được chưa? Chưa bằng đây nhá. Đây là bằng 3 chia cho căn x trừ 1. Chưa? Đây là bằng 3 chia căn x trừ 1 nhé. A là căn x cộng 1 chia căn x cộng 2. B là 3 chia căn x trừ 1 không sửa cho cô nhé. Được chưa? Nên trừ đi căn x cộng 5 chia cho x trừ 0 trừ 1 với x lớn bằng 0. Được chưa? Và x khác diện là 1. Được chưa? Câu A là tính giá trị của biểu thức A 4. Tính giá trị của biểu khi x bằng 4 này. Được chưa? Câu B là chứng minh v của mình thì bằng 2 chia cho căn x cộng 1 OC và là tìm tất cả các giá trị của x, tìm
các giá trị của x. Để p bằng a nhân b cộng tăng đạt giá trị nhỏ nhất. Đạt giá trị nhỏ nhất nhé. Đấy, hình dung là như thế nhé. Đây là một đề thi, và đề thi này thì chuẩn theo cấu trúc của năm nhá. Đề thi vừa rồi 21 là đã cắt bớt đi một câu, tức là giảm tải cho các con một câu được chưa? Đấy, đề này đã đầy đủ cho hàng năm đấy. Sao bạn hai bạn nào thoát ra đấy? Cô ơi, mic nghe cô bị bé đấy cô. Mic bé à? Mic cô hơi bé ạ. Thế con không nghe cô nói gì ạ? Có nghe thấy ạ, nhưng mà hơi bé ạ. Con đặt mic của con to lên. Có thể là cô mình dạy nhiều lớp đến tầm này là cô cũng nói hơi bé rồi. Chứ cô vẫn mic vẫn thế, cô có chỉnh gì đâu. Nào, các con sẽ để ý nha. Nào, cô là bạn nào là cô đầu tiên à? Bạn Hải không? Hải ơi. Dạ. X bằng 4 thì sao con nhỉ? Cô là thay x bằng 4 vào biểu thức A. Nào, con trình bày như sau này, con ghi cô như sau nhé. Khi x bằng 4, khi x của mình bằng 4 nhé, thì ta có này, ta có là căn x của mình bằng 2. Vậy thì suy ra biểu thức A của mình, mình thay vào được chưa? Sẽ bằng 2 cộng với 1 đúng không? Chia cho 2 cộng 2 đúng không? Và bằng 3 phần 4. Và các con có thể viết luyến máy luôn là khi bằng 4 thì ta thay vào A ta được là gì ạ? Căn 4 cộng 1 trên căn 2, 4 cộng 2 đúng không? Thì vẫn bằng 2 cộng 1 trên 2, 3 bằng 4 cũng được nhá. Đấy, thì chúng mình thấy được sao? Cô B thực chất là nó bảo là chứng minh B bằng 2 trên căn x cộng 1 ấy. Thì thực chất chính là mình đi rút gọn cái biểu thức B này. Thực chất là mình đi rút gọn biểu thức B nhá. Thì bạn là Minh Thu nào? Minh Thu làm cho cô câu này nào. Minh Thu cho cô B nào. Cô B nhà như nào? Khi mình nhìn con nghe con nghĩ gì đã? Căn x trừ 1 ạ. Con phải nghĩ anh nhầm. Tách x trừ 1 ạ. Tức là con phải diễn tả thế này này. Là con thấy là x trừ 1, căn x trừ 1 này thì phải bằng căn x trừ 1 nhân với diện căn x cộng gì? Cộng 1, đúng không? Đấy. Vâng. Mẫu chung của nó chính là căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1. Và biểu thức như này thì mình thiếu đi căn x cộng 1. Vậy thì mình sẽ nhân cả tử và mẫu với căn x cộng 1, đúng không ạ? Đấy, nhá. Mình sẽ trình bày như sau này. Là bằng gì? Bằng 3 nhân với căn x cộng gì? Cộng 1, được chưa? Nhá. Trừ đi gì ạ? Trừ đi 5 nhân căn x cộng 5. Những cái buổi của cô chưa để thi, những cái buổi rất quan trọng ngoài cái việc học và việc mình luyện đề của cô, mình còn đang xem là những cái cách trình bày của mình đã phù hợp chưa? Đấy, đã làm sao được điểm tối đa chưa? Được chưa? Đấy, rất là quan trọng. Nên con phải lưu ý vào. Cô đã nhắc nhở các bạn rồi và mình đã học từ rất lâu với cái lịch học này rồi. Cô nghĩ là mình không nên quên. Đấy. Nào. Con nhân ra được bao nhiêu thôi nhỉ? Bằng 3 căn x cộng 3. Cộng gì? Cộng 3. Trừ đi 5 căn x. Chưa? Trừ đi gì? 25, đúng không cô? Nhưng mà cô ơi cô, 5 ở chỗ này để đâu ra? Nhỉ? Nhưng biết 5 nhỉ?
Xin lỗi nhá, chỗ này không có 5 đâu. Trừ 5 nữa nhá. Dưới mẫu đi. Bằng căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 ạ. Đúng đấy. Đúng mày nói chuyện với các bạn lần nhân tự tình nào chỗ này bao nhiêu nhỉ? Bằng 2 căn x trừ đi 2 ạ. Ừ, 2 căn x trừ đi 2. Nào. Chỗ này là căn x này. Trừ 1 nhân với căn x cộng 1 mình thấy có mỗi chung một nét nhỉ? Nào mình rút gì? Bằng 2 nhân với căn x trừ 1 ạ. Ừ, chỗ này sẽ là căn x trừ 1 nhân gì nhỉ? Căn x cộng 1 ạ. Mình đem nước bọn mất đi thì mình sẽ ra gì ạ? 2 phần căn x cộng 1 ạ. Rồi, rất là tốt luôn. Đấy, tức là mình đã rút gọn thành công. Đúng không ạ? Đấy. Quan trọng là sau khi rút gọn, mình vẫn còn một câu nữa để làm. Đó là câu 3. Thì người ta yêu cầu là tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức P bằng 2A nhân B cộng với căn x đạt giá trị nhỏ nhất. Muốn biết là P đạt giá trị nhỏ nhất không ấy, được chưa? Thì mình phải xem P bằng cái gì đã nhá. Thì mình mới làm được. Nó sẽ đưa ý cho cô luôn này. Bạn Việt Anh làm câu này nhé. Từ từ đã. Cô xóa bảng này. Cô xóa bảng nhé. Bạn Việt Anh nào, Việt Anh nghĩ gì về câu này nhỉ? Dạ. Câu 3. Con chưa kịp tìm đề bài. Về thì không bằng một giọng nói rất là ấm áp truyền cảm đúng không? Nào. Thế bây giờ con phải xem của mình vừa nãy là A của mình là gì đã nào đây nhá, con ghi lại cho con A. A của mình bằng căn x cộng 1 chia cho căn x cộng 2, được chưa? Cái phần B của mình có lẽ mình giúp gọn được B rồi đấy. B của mình bằng 2 chia căn x cộng 1. Đấy. Thì bây giờ con chỉ việc thực hiện là A nhân B cộng căn x thôi. Nó không có cô nghe nào. B sẽ bằng 2 nhân căn x cộng 1 phần căn x cộng 2 nhân với lại 2 phần căn x cộng 1. Căn x cộng 12 đúng không? Mình sẽ nhân với lại 2 chia căn x cộng 1. Sau đó thì mình sẽ giảm ước những phần chung đi. Được chưa? Giảm ước phần chung đi. Thì chỗ này là bao nhiêu nhỉ? Đó sẽ bằng 2 phần căn x cộng 2. 4 chứ? 2, 4 ạ. Dạ. Căn x cộng 2 đúng không? Mình đem cộng căn x. Nào. Sẽ bằng 4 căn x phần căn x nhân căn x cộng 2. Đi nữa. Cộng căn x cộng 2 đi. Trừ đi 2 đi. Cô hướng dẫn các bạn một chút nhé. Khi mà học cuối chuyên đề chữ gọn, cô đã hướng dẫn con một bất đẳng thức gì? Bạn không còn nhớ không? Bất đẳng thức gì con nhớ không? Mình đang nhớ không? Bất đẳng thức cô gì ạ? Đúng rồi ạ. Thì với chương trình lớp 9 của mình, thì nhã ý thì cô khi ra đề đa phần là người ta sẽ dừng ở bất đẳng thức cô si, được chưa? Bất đẳng thức cô si thì phát biểu như thế nào nhỉ? Nhớ không? Rồi nhỉ? Với hai số A dương đúng không? Vâng. Thì sao ạ? A thì ta cho oxy. Oxy nhá. Thì thế nào? Nếu nó bằng thì hai lần căn gì? Hai lần căn của A nhân B. Rồi. Vậy thì khi một bài muốn áp dụng bất đẳng thức oxy thì bắt buộc các con phải lưu ý cái cách này. Thứ nhất là
là AB phải dương. Thì điều kiện bài này đủ đảm bảo để căn x cộng 2 dương rồi. Đấy thì không có vấn đề gì với A và B cả. Nhưng để làm bức thức oxy, đa phần là người ta phải biến đổi hai số A và B đó là hai số nghịch đảo với nhau. Đấy, hay là khi mà nhân chúng vào thì chúng triệt tiêu hết ẩn, được chưa? Chỉ còn hàng số thôi thì mình mới tìm được ra giá trị min max, được chưa nhá? Vậy thì nhã ý của cô thấy ở dưới mẫu của nó là có gì ạ? Căn x cộng 2. Thì trên tử cô cũng phải biến đổi chỗ này thành căn x cộng 2 để giống dưới mẫu. Khi mình nhân với nhau thì lập tức gì ạ? Mất mẫu và ra số, được chưa? Đấy. Sau đó cô sẽ áp dụng bất đẳng thức oxy cho hai số này thì sẽ ra với nhau. Nhưng còn số 2 mình làm thế nào thì sẽ làm như sau. Chỗ này mình nghĩ nào, áp dụng bất đẳng thức oxy cho hai số là 4 chia gì ạ? Và gì ạ? Ta được đúng như sau này. Là 4 chia cho căn x cộng 2 cộng với căn x cộng 2 thì luôn lớn một bằng 2 lần 4 chia cho căn x cộng 2 nhân với gì ạ? Căn x cộng 2, đúng không? Đấy. Và khi nhân như này thì tự triệt triệt tiêu căn x cộng 2 đi. Và chỗ này nó sẽ bằng là căn 4 bằng 2, 2 nhân 2 là bằng 4, đúng không? Đây 2 này. Chỗ này và chỗ này hết này. Đây chỉ còn căn 4 đúng không? Chỗ này sẽ là 2, 2 nhân 2 bằng 4. Nhưng bài này chưa thể dừng ở đây đâu ạ. Đấy. Thì có nghĩa là P của mình, đây P của mình nhá, thì bằng số 4 này trừ số 2 các bạn. Bây giờ nhá, mình phải nhìn cái chỗ này này, nhìn kỹ nhá. Không có 4 rồi đúng không? Vậy này, vậy P ban đầu, vậy P thì lớn hơn một khoảng 4 mà trừ đi 2 bằng số 2 đấy, bằng con số 2 đấy, nó trừ đi 2 và bằng gì ạ? Bằng 2. Suy ra giá trị nhỏ nhất của P, nhỏ nhất của P nhé là 2 đạt được nhé khi nó 4 trên căn x cộng 2 này thì được bằng căn x cộng 2 nhé. Dấu bằng xảy ra khi A bằng B, chắc vỡ đẹp. Và hai con này bằng nhau khi nào nhân chéo lên, tức là căn x cộng 2 tất cả bình bằng gì? Bằng 4. Bên anh đã chưa bao nhiêu, tức là x cộng 2 căn x cộng 4 bằng 4, đúng không? Tức là x cộng 2 căn x bằng gì? Bằng 0. Thì cô rút x ra ngoài, bên trong còn căn x, rút căn x ra ngoài, bên trong còn căn x cộng 2 bằng 0. Mà căn x cộng 2 luôn dương, được chưa? Nên chỗ này chỉ là tương đương là căn x bằng 0 thôi. Thì tương đương là x bằng điểm bằng 0. Hoặc là x bằng 0. Xem vào nhá. Nào có ai tên nào không hỏi luôn nào.
Chi thì một người nhắn tin cho rồi cứ hỏi nhắn rồi mà nào thì sang một đề nữa nhá, đánh mặt về đấy, mình học xong cả một chương rồi, mình cũng chỉ mong muốn là mình đỗ thôi đúng không, và mình phải làm được chương chu đề để mình thi rồi. Mình sang đề năm 2019 nhá. Xem đề cái gì nào. Đề 2019 lưu con thi vào ngày 2/6/19 nhá. Đề 2019 cho mùa 2/6/06 năm 2019 đấy. Bước sau này cho A cho 4 nhân mở mộng các tích cực tất cả chia 25 chữ x và biểu thức b đi của mình là 15 trừ 5 x chia cho x trừ 25 cộng với điểm b chia cho các x cộng 5 và mình nhân chia nhé, căn x cộng chia cho x trừ 5 với x lớn bằng 0 và gì ạ? X khác gì ạ? 25 đấy. Nó bắt đầu làm nhé. Nó có 3 câu. Câu thứ nhất của các bạn gì ạ? Tính giá trị của biểu thức A chữ bằng 9 chữ của A x bằng 9 là suốt ngọn biểu thức b câu c của mình là tìm tất cả các giá trị nguyên vị các giá trị nguyên để b bằng a nhân b đạt giá trị nguyên lớn nhất cho bài làm luôn cho luôn, chưa làm chưa làm.
không phải là cô không nói gì mà cô để cho con chép bài tập đi mà. Nào bây giờ bạn bạn Trang nào, Trang ơi, Trang đâu nhỉ? Trang làm dạ. Trang làm cô câu A đi. Con cô câu A là thay x bằng 9 vào biểu thức A. Ta được là A bằng 4 bỏ ngoặc căn 9 cộng 1 trên cho 25 trừ cho 9 và bằng 1 ạ. Tức là khi x bằng 9 này, x bằng 9 căn x bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng 3 đúng không? Thì thay vào A đúng không? Của A thì sẽ như thế này. A bằng này, 4 này nhân với lại 3 cộng 1 đúng không? Dưới mẫu là gì? 25 trừ 9 và bằng bao nhiêu con? 4 này nhân 4 chia gì? 25 trừ 9 và bao nhiêu con? 10 mấy? 16 ạ. Kết quả là bằng bao nhiêu? 16 trừ 9 bằng 1 ạ. Bằng 1 bằng 1. Đấy. Bây giờ cô B này, cô B làm thế nào? Năm nay nghĩ cô bé nào năm nay? Năm nay nào? À, B bằng mở ngoặc 15 trừ căn x trên x căn x cộng 5 trừ căn x trừ 5. Tức là cô thấy các trò cô đa phần các bạn diễn đạt rất là làm rất tốt, nhưng cách diễn đạt của các bạn chưa ổn lắm, được chưa? Thì cô xin chia sẻ với con như này, khi mà nhìn bài này thì mình phải diễn đạt như sau, nói như sau này. Tất nhiên là cái việc mà diễn đạt bài toán thì khi mình đi thi vẫn là thi viết, được chưa? Nhưng mà nói được là rất là tốt. Con nhìn như sau này. Thứ nhất là con thấy là x trừ 25 thì khi mình tách ra nó ra đúng là gì ạ? Căn x trừ 5 nhân căn x cộng gì ạ? Cộng 5, đúng không? Đấy. Và muốn rút gọn biểu thức B thì trước mắt mình hãy lên rút gọn cái biểu thức ở bên trong dấu ngoặc trước đã. Bởi vì theo một bài toán thông thường, một biểu thức mà có gì ạ? Có ngoặc ấy, thì người ta sẽ xử lý phần ngoặc trước, đúng không? Sau đó mới tính toán cái tính tiếp theo, đúng không? Thì mình sẽ xử lý phần B như sau này. Nào. Để cô nói cho các bạn nhé, B này thì bằng các con sẽ ghi là 15 mà trừ đi căn x đúng không? Trên ở dưới này mình là gì ạ? Căn x gì ạ? Trừ 5 nhân với gì ạ? Căn x cộng 5, được chưa? Cộng với gì ạ? Cộng với 2 này, chia cho căn x cộng gì ạ? Cộng 5, đúng không? 12 chia căn x cộng 5. Sau đó mình nhân chia, mình nhân chia nhé, cho căn x cộng 1 chia gì ạ? X trừ gì ạ? Trừ 5. Chỗ này mình cứ để nguyên thôi, vấn đề gì cả, được chưa? Đấy. Sau đó mình xử lý bên trong trước đi, mình xử lý bên trong và mình thấy như nào. Thứ nhất là biểu thức này, chỗ này mẫu chung của nó chính là căn x trừ 5 trên căn x cộng 5, thì chỗ này chính là căn phải nhân cả tử của mẫu với lại căn x trừ 5. Thì chỗ này của mình sẽ là 15 này trừ đi căn x, được chưa? Cộng với 2 đem nhân với căn x trừ 5, được chưa? Đấy. Và dưới mẫu chung của mình khi nhân rồi thì mẫu chung là căn x trừ 5 nhân với gì ạ? Căn x cộng gì ạ? Cộng 5, đúng không ạ? Đấy nhá. Thì sau đó thì phần bên này thì vẫn để đi thương thì xử lý phần này đã cho nó gọn đã nhá. Thì chỗ này các bạn cứ vấn đề đây chia bình thường không sao cả. Căn x cộng 1 chia diện x trừ 5, đúng không ạ? Thì chỗ này của mình bằng này, thì thu gọn lại là trừ căn x với 2 căn x là sẽ còn căn x, đúng không ạ? Căn x nhá. Chỗ này là 2 nhân với trừ 5 là trừ 10. Trừ 10 cộng 15 còn căn x cộng 5, được chưa?
dưới mẫu của mình là mình được là căn x trừ 5 nhân với căn x cộng 5, đúng không ạ? Đấy. Sau đó thì mình xử lý như sau này. Chỗ này căn x cộng 5 nhé, với căn x cộng 5 hết rồi đấy, chỉ còn là mỗi là căn 1 sẽ căn x cộng 5 thôi. Mình thấy là chỗ này mình phải xử lý được một chút này. Mình nhân nghịch đảo, chia chỗ này thì mình nhân nghịch đảo nhân với gì ạ? Tách luôn thành gì ạ? Căn x trừ 5. Chỗ này này, mình tách thành căn x trừ 5 nhân với căn x cộng 5, được chưa? Dưới mẫu của mình để là căn x điện, căn x cộng 1, đúng không? Thì thứ nhất là cô vào bài thi thì mình không được gạch, nhưng mà cô sẽ nói luôn nhé. Chỗ này căn x cộng 5, căn x cộng 5 hết này. Chỗ này căn x trừ 5, căn x trừ 5 lấy hết này. Cuối cùng là mình chỉ còn là 1 trên căn x cộng 1 nhé. 1 chia căn x cộng 1. Đấy. Tức là căn x cộng 5 thì căn x cộng 5 hết, đúng không? Sau đó còn căn x trừ 5 này với căn x trừ 5 hết, còn 1 trên căn x cộng 1 nhé. Đấy là mình rút gọn lý bên, nó ra như vậy. Thì câu B này các bạn sẽ có hai cách hiểu bài, hai cách hỏi. Có nghĩa là một là người ta sẽ hỏi thẳng là rút gọn B, mình sẽ đi rút gọn như này, được chưa? Hai là yêu cầu là chứng minh B bằng cái gì đó, thì chẳng qua là người cho sẵn mình đáp án rồi, người ta yêu cầu mình rút gọn nó bằng đáp án này. Đấy, rất là ngon nhé. Nếu như thì mình mới thấy rằng khi mình chữa đề, mình mới thấy rằng đề 2020 và đề 2021 dễ hơn nhiều so với đề 2019, đúng không ạ? Vì hai năm đó có dịch bệnh Covid, được chưa? Đấy nhá. Thế đến câu 3, cô sẽ hỏi bạn này. Câu 3 là phương anh nào? Phương anh, phương anh thì không được. Câu 3 ạ. Này cô đâu nhỉ? Cô Phương Anh đâu? Cô ba là các bạn tìm tất cả các giá trị nguyên của x để a nhân b, đẹp p bằng a nhân b của mình nhé, đạt giá trị nguyên lớn nhất, đạt giá trị nguyên. Lớn nhất. Ngay đâu nhỉ? Ngay lên tiếng đi Phương Anh. Dạ. A của mình nhé, cô cho sẵn là A của mình. Ngôi sao của lớp mà. Căn x cộng 1 chia gì ạ? 25 trừ x. Còn B của mình ý, bằng này này, bằng 1 chia cho căn x cộng 1. Thì đứng trước một bài toán như này con suy nghĩ gì nữa nào? Con chưa suy nghĩ gì thì con cũng chỉ ghi được ra là a nhân b ạ. À? Chưa suy nghĩ gì thì mình cứ tiến tới. Gần em nói đi, đúng không? Nào. 25 trừ x đúng không? Em nhân với gì nhỉ? 1 trên gì ạ? Căn x cộng gì ạ? Cộng 1 đúng không? Nào. Thì con thấy bằng gì? Xúc gọn đi. Hôm nay bằng gì nhỉ? Bằng 4 phần 25 trừ x. Trên 25 trừ x này. Đấy. Thế mà P nguyên ý. P muốn nguyên nhé. P nguyên. Khi x của mình nguyên. P nguyên. Khi x nguyên. Đúng không? Thì gì ạ? Thì 4 người này phải chia hết cho gì ạ? 25 trừ x, các con có hiểu không nhỉ? Đây ví dụ một số là 6 chia cho 3 chẳng hạn, thì số này sẽ là số nguyên, nó bằng 2 này. Bởi vì 6 chia hết cho 3 thì sẽ bằng 2. Bạn số nguyên nó chỉ cần là số tự nhiên âm và dương, đúng không? Đấy, số nguyên thì giống hệ số tự nhiên, bao gồm cả số dương và số âm, đúng không ạ? Vậy thì các con hiểu đơn giản là nếu muốn một phân số A chia B, dạng A chia B mà muốn là một số nguyên ý,
tức là nó không có phân số nữa, thì tử phải chia cho mẫu. Mà mình hiểu cái vấn đề là tử chia cho mẫu khi nào nhá. Tử chia cho mẫu khi mà mẫu là ước của tử, được chưa? Đấy, khi nhá. Khi này 25 trừ x là gì ạ? Là ước của bố, được chưa? Đấy. Mà ước của bố thì các bạn biết là, các bạn nhớ trong đầu của bạn, nó sẽ là trừ 4 này, trừ 2 này, đúng không? Trừ 1 này, đấy, 1 này, 2 này, và 4, đúng không? Đấy. Thì có thể mình lầm cái bảng, lầm thẳng cái bảng để mình hiểu rằng là những cái giá trị để cho nhanh, đúng không? Lầm hẳn cái bảng, ví dụ vừa làm như này thì sẽ càng khoa học, không có vấn đề gì cả. Đọc một cái bảng nhá. Cái bài này có thấy không? Rất là 25 trừ x này, đúng không? X này và p này, đúng không? Đây là trừ 4 này. Đây là trừ 2. Đây là trừ 1. Đây là 1 này. Đây là 2 này. Và đây là 4 này. Được chưa? Đấy. Đang. Khi mà x bằng trừ 4. X bằng trừ 4. Khi cái biểu thức này bằng trừ 4 thì có phải x của mình sẽ bằng 29 không? 29 cũng là thỏa mãn này. Được chưa? Với điều kiện của mình là ví dụ điều kiện nhé. Đấy. Thì khi x bằng gì ạ? Đây. Nhìn nhé. Khi x bằng trừ 4. Khi 25 trừ x bằng trừ 4 thì x sẽ bằng 29. Lúc đó x bằng 29 thì p bao nhiêu? Đây. P của mình bằng trừ 1. Đó 20. 20 này. Nhá. Thì khi x bằng trừ 2, trừ 2 thì chúng này sẽ là 25 cộng 2 là bằng 27 nhỉ? 27 thỏa mãn nhỉ? Đấy, mà 27 thay đây thì 4 chia trừ 2 bằng trừ 2 nhỉ? Khi x bằng trừ 1, trừ 1 thay vào đây thì sẽ là 26. 26 thay bằng trừ 4 thì x bằng 1 thì con này bằng 24. Con này thỏa mãn này. Con này thỏa mãn này. Được chưa? 24. 24 thì bác này sẽ bằng gì ạ? 24 thay đây bằng 4. X bằng 2 thì bạn ấy bằng 23. Thỏa mãn. Các bạn sẽ hỏi là 2 thay vào đâu? Thay vào đây này. Cột nào thay cột đấy, thay 2 vào đây thì x ở dưới bằng gì? Thì sau khi mà nó ra x bằng 2 và x bằng 23 thay lên đây, đúng không? Thì con này được 2, đúng không? 4 thì chúng ta sẽ được 21. Bỏ mã này. Thay 21 vào đây thì sẽ được 1. Đấy. Thì nhìn vào đây mình, vì p đạt giá trị nguyên lớn nhất, đúng không? Trả lời là vì p đạt giá trị nguyên nhất lớn nhất, được suy ra p bằng 4 khi x bằng 24. Trả lời là vậy, p đạt giá trị lớn nhất bằng 4 khi bằng 24 nhá. Vậy p đạt giá trị lớn nhất bằng 4 khi bằng 24. Vậy thì đề năm 2019 các bạn có thích không? Cẩn thận nhé, không cần phải lấy đề thi, tức là mình không cần phải làm biết chế trong đề như đề đâu, đề thi thật thì bao giờ cũng đề thi hay nhất và sát với đề thi nhất. Cẩn thận nhất.
cho bài 201. Xong chưa nhỉ? Lan Anh xong chưa? Rồi cô ạ. Sao này mới nhớ bé 18 này. Sao cô bị tương trong phần này sẽ đọc cho bé chữ được bao nhiêu câu nào? Cô muốn nhé. Là bé nhân của nó mình rồi. Đã thi ngày 7/6/2018 nhé. Thời gian sẽ tận 120 cơ. 90 phút thôi. Nào, cho biểu thức A. Biểu thức A. Vâng. Cam kết cộng 4 chia cam kết trừ 1 và biểu thức B bằng 3 cam kết cộng 1 chia cho x này cộng 2 cam kết trừ 3 trừ đi 2 nhân căn x cộng 3 với x lớn bằng 0, x lớn bằng 0 nhé, và x khác 1 đấy, câu 1 này là tính giá trị của biểu thức A, giá trị của A khi x bằng 9 cho câu hai chứng minh b của mình bằng một chia căn x trừ một cho câu ba tìm tất cả giá trị của x chị của em nhé. Được chưa? Để này A chia B chia B lớn hơn bằng x chia 4 cộng 5 chia 4 cộng 5 nhé. Đấy con viết này vào đi là chữ từ này. Cái này thì các năm như thế biết là mình là mức độ thi như nào để mình có tin tưởng riêng với loại bài thi của mình, được chưa? Chứ mình cứ học xong cả buổi trưa cuối cùng cũng chỉ dành để đi thi, quan trọng là mình thi như nào, được chưa? Cố gắng rồi nhá, lát nữa cô sẽ gửi cho các bạn thêm một file bài tập và phần giúp họ cho các bạn nhé. Các bạn sẽ cố gắng để cho cô và các bạn thêm câu nhé. Bắt đầu chép đầu bài và làm đi. Thì cô mình sẽ gửi cho các bạn phần giúp bọn nhé. Nhớ nộp cho cô trước giờ nhé. Chăm chỉ vào đấy.
chỉ biết nói lời như vậy nó thành nhịp. Bây giờ cô hỏi một chút này, Thái làm câu đầu tiên mà khi phát biểu của chủ quý vị nha. Con được cô. X bằng 9 thẩm khi x bằng thì a bằng thì căn x của mình bằng gì đã, thì căn x bằng 3 vào a ta được thế nào? Thì bằng 3 + 4 / 3 - 1. 3 + 4 trên gì ạ? 3 - 1 ạ. 7 / gì? Bằng 7/2. Đúng không? Thế đâu? Câu b thì ta yêu cầu là không thể trình bày như câu b đi. Ở chứng minh b bằng 1 trên căn x trừ 1 có nghĩa là mình đang giúp gọn b. Được chưa? Bản chất là giúp gọn b. Thì khi mà con nhìn vào một cái bài như này, con định nghĩ như nào? Con ý nghĩ trong đầu con nghĩ như nào? Thì đưa về x trừ thế cái mẫu này có ra sao nhỉ? Tách ra các nguyên tử ở các dưới thì có phải mẫu này của mình chính bằng căn x cộng 3 nhân với gì ạ? Căn x trừ gì? Trừ ngon. Đúng không ạ? Bây giờ chỗ này bằng bao nhiêu? Bằng 3 lần căn x cộng 1 trên gì? Với đây là gì? Trên căn x cộng 3 nhân với cả căn x trừ 1/2. Đâu, những cách đã chứ. Trừ đi gì? Trừ 2 trên cho căn x cộng điểm cộng 3. Thì con thấy là nhân tử chung của mình chính là căn x cộng 3. Căn x trừ gì? Trừ 1. Biểu thức này chỉ cần nhân với gì mà căn x trừ 1 là xong. Đúng không? Nào, chỗ này của mình sẽ là 3 căn x này cộng 1 trừ đi 2 nhân với căn x trừ 1, đúng không ạ? Đấy. Dưới mẫu của mình chính là căn x cộng 3 nhân với căn x trừ gì? Trừ 1. Đúng không? Nào, bằng gì con? Bỏ ra nào. Chúng ta sẽ bằng 3 căn x này trừ đi gì ạ? Trừ đi 2 căn x cộng 1 và cộng 12, đúng không? Dưới mẫu của mình thì là căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1. Nào, trên tử của mình còn gì nhỉ? Còn đúng là gì ạ? Căn x cộng 3. Dưới mẫu là còn căn x cộng 3 nhân với căn x trừ 1, đúng không? Đấy. Mình triệt tiêu và căn x cộng 3 với nhau đi thì sẽ còn 1. Được chưa? Trên trong căn x trừ 1 đã chứng minh được nhá. Bây giờ câu 3 Nguyễn Anh nghĩ cho cô ạ. Nguyễn Anh đi. Hello cô. Từ từ đã, không con cứ làm đi. Cô sẽ hỏi các bạn chép xong xóa bảng, sau đó cô sẽ trình bày. Cứ suy nghĩ. Vâng. Như câu này con định làm như thế nào nhá? Mình phải biết là a thì b bằng gì và a chia b bằng gì, rồi mình phải thay vào. Và các bạn chép xong chưa nhỉ? Lan Anh xong chưa? Trang xong chưa? Con im thế. Ánh xong chưa Ánh ơi? Rồi ạ. Để xóa bảng nhá. Bạn Ánh đã tất trong rồi. Rồi. Nào, bây giờ nhé, cô sẽ ghi lại cho các con này. Đây là câu 3 của mình. Mình muốn làm được câu 3 thì biết A của mình là gì đã. A của mình chỉ bằng căn x cộng 4 chia cho gì ạ?
gì nhỉ? Nhìn nhá. B mình, đây không phải chú ý này, B mình bằng 1 và đem chia cho căn x trừ 1, đúng không? Đấy. Thế bây giờ người ta yêu cầu bài này là A chia B. A chia B thì lớn hơn hoặc bằng x trên 4 cộng với 5. Thì trước mắt đây mình tìm ra là A chia B bằng gì đã? A chia B bằng gì nhỉ? Bằng căn x cộng 4 phần căn x trừ 1 chia 1 phần căn x trừ 1. Chia 1 chia căn x trừ 1. Đến đây thì con làm thế nào? Con nhân định đảo à? Vâng. Ừ. Căn x cộng 1 chia gì ạ? Căn x trừ 1. Căn nhân với gì? Nhân 1 căn x trừ 1 phần 1. Ừ. Bằng gì con? Bằng căn x cộng 4. À, số này rất là đẹp luôn. Tức là chỗ này của mình ấy, đấy, thì sẽ tương đương với lại căn x cộng 4 của mình phải lớn hơn hoặc bằng x chia cho 4 cộng với gì ạ? Cộng với 5. Đúng không? Đấy. Thế nhá. Thế con làm thế nào? Đây con làm nào? Để mình. Thế vì khi 4 nhân căn x cộng 4 bằng chéo là bằng sẽ nhân chéo là 4 căn x cộng 4 này sẽ lớn bằng x cộng gì? Thì chỉ 4 x trừ 4 căn x cộng 4 cộng 4 đúng không? Nhỏ nhỏ là bằng hơn. Thì chỗ này của mình chỗ này sẽ là x này và xin lỗi căn x này căn x trừ 2 tất cả mình nhỏ bằng không ạ. Thì như cô nói nhé, một số a a bình thì nó luôn lớn bằng không, được chưa nhá? A bình luôn lớn bằng không đấy. Vậy để nó lớn bằng không thì nó chỉ có thể xảy ra dấu bằng. Vậy thì cái chỗ này là đây là a bình này, biểu thức a bình này chỉ được phép xảy ra dấu bằng đấy vì a bình không thể nhỏ hơn không, được chưa? Vậy thì chỗ này chỉ được phép xảy ra dấu bằng có nghĩa là căn x trừ 2 bằng không. Căn x trừ 2 bằng không nhé, thì tức là căn x của mình sẽ bằng gì? Bằng 2, tương đương x bằng gì? Bằng 4. Mình kết luận là vậy với x bằng 4 thì như kia đúng không? Nhưng cái vấn đề là rất nhiều bạn đến đây các con sẽ thấy sợ và ôi sao tự dưng lại thế nhỉ? Các con hãy nhớ cho đơn giản với cô em, a bình thì luôn lớn bằng không, được chưa? Nó không thể âm đấy. Do vậy mà chỗ b bình này nhỏ bằng không thì xảy ra đúng trường hợp là bằng không thôi nhá, nhớ nhá. Ví dụ bạn này, bạn đặt này người ta hỏi câu này, người ta không hỏi âm, người ta hỏi dương ấy, cái con này lớn không khi nó khác không đấy. Sau này thì làm nhiều bài cô sẽ có những bài đó ba chạm vào đấy cô sẽ nói cho các bạn, được chưa? Con chỉ cần nhớ đơn giản biến đổi đây thì ai cũng sẽ biến đổi được, nhưng đến đây các con không biết làm bằng bao nhiêu thì đương nhiên là lớp mình sẽ rất nhiều bạn không biết làm chỗ này thế nào. Và tại sao sau đó thì con nhớ nhá, a bình có luôn lớn bằng không, vậy thì nó chỗ này nhỏ bằng không chỉ sẽ được phép xảy ra số bằng, không thể nào xảy ra số âm được, chưa? Đấy, nhớ nhá. Thì nếu như thực ra các bạn học toán sâu sắc ấy thì bạn sẽ thấy là hình sẽ dễ như đại đấy ạ. Đại độ khó có là siêu vô cùng. Và cô cũng nhắc con là những câu khó này các con phải luyện nhiều chưa, để kỹ năng nó không tốt cái câu này chỉ cho được để cho này không ổn chưa. Đấy, câu này chính là câu về điểm 9 đấy ạ. Câu này là câu điểm 9 đề thi đấy. Tại vì câu này dễ mà, thì câu điểm 9 đề thi chính là câu hỏi phụ ngoài cuối cùng và trước câu hỏi, được chưa? Và điểm 9,5 của đề thi chính là câu cuối cùng của bài hình, và điểm 10 của đề thi chính là câu cuối cùng của 0,5 đấy. Thì nếu như con làm được câu này đồng nghĩa với việc là mình sẽ đạt 9 điểm của đề thi. Những bạn nào chưa làm được câu này thì điểm chưa đạt 9, nói luôn nhá. Còn rất nhiều câu sau phải giải quyết được câu, chứ đừng có nói chuyện
thì nó ngon lành được 9. Nếu với điều kiện các câu sau mình đã tốt rồi nhá. Lớp mình thì thực ra các bạn học cũng khá đồng đều, chưa được xuất chúng lắm, nhưng tuy nhiên thì các con có một cái cô góp ý với các bạn, đó là các con phải chăm hơn nữa, chăm hơn nữa mà đã lớp cuối cấp mình phải học hết mình rồi. Hết mình không có nghĩa là các bạn học một việc ốm yếu mọi người, các bạn chỉ cần học làm sao mà mình cảm thấy bản thân mình cố gắng có thể chữa đấy. Nhưng bây giờ thì chưa chăm bản tâm đấy, theo sẽ là cô gửi bài tập các con rất nhiều nhưng mà con không một bài đấy ạ. Thì tất nhiên là có thể là bài trên lớp của con rất là nhiều, nhưng cô nghĩ là dành một chút thời gian mình làm thì vẫn làm được. Vì các bạn học được thì có nghĩa là mình cũng làm được nhá. Thì ngày sau đề tiếp theo là đề 2017 nhá. À, mình vừa chữa đề bao nhiêu nhỉ? 18 đúng không? Thì bây giờ đề chắc này là không đầy con nhé. Đề 27 này ghi chép cẩn thận là đề 2017 của mình ấy, thì các bạn thi vào ngày 9 tháng 6. Các bạn thấy là đều thi vào đầu tháng 6 đúng không? Thời gian của chúng ta cũng là 120 phút. Cho hai đối tượng, cho hai đối tượng biểu thức A bằng căn x cộng 2 chia căn x trừ 5 biểu thức B bằng 3 chia căn x cộng 5 cộng với diện trừ 2 căn x chia cho x trừ 2 cộng với x lớn bằng 0 và x khác hay không? Được chưa? Không ngồi nhỏ mà tính giá trị của đối tượng A. Chỉ của A. Của A. Khi bỏ chữ. Chứng minh bằng một chia căn x trừ một, không là tính tất cả giá trị của x, tìm tất cả giá trị của x để bằng b nhân chia cho đối trừ 4 đấy. Đấy thì mình cũng được 2 điểm, tất cả được 2 điểm. 2 điểm thì ý này là 10 điểm, ý này 10 điểm, và ý này là 1 điểm nhá. Còn xem đề là làm cho cô hay lên cẩn thận nhá.
Bây giờ bạn Ánh nào, Ánh ơi, Ánh làm cô đầu tiên nào. Con thưa cô là biết là chỉ biết sao không? Thì A bằng 59 cộng 2 trên 9 trừ 5 bằng 3 cộng 2 trên 3 trừ 5. Không có A không? Ba đường này. A còn gì? Ba cộng 2 trên gì? 3 trừ 5. 5 chia 5 bằng 5 mới tốt. Là cô B nào, Dũng nào, Dũng ơi, Dũng là cô 2 nào. À, dạ. Cô bị làm như nào cô 2 ấy? Tách x trừ 25 thành căn x trừ 5 nhân căn x cộng 5 ạ. Ừ, đúng rồi, con sẽ định tách là cái số x trừ 25 này thành căn x cộng 5 nhân với căn x trừ gì, trừ 5, đúng không? Dạ. Dạ. Sau đó con làm thế nào nữa? Trong đó thì con sẽ lấy 3 nhân đấy là căn x trừ 5. Tức là mẫu thức chung của con sẽ là căn x cộng 5 với căn x trừ 5 đúng không? Sau đó thì con chỉ được nhân cả từ mà mẫu với gì nhỉ? Nhân từ nó với cả căn x trừ 5. Rất tốt. Nào, bạn ấy tính như sau này. Biểu thức B của bạn ấy sẽ là 3 nhân với căn x trừ 5. Sau đó là cộng với 20 trừ đi 2. Tất cả chia là căn x trừ 5 nhân với lại căn x cộng 5. Chân tử con được gì? 3 căn x ạ? À? Và trừ 15 cộng 20 trừ 2 căn x thì bằng tiếp tục đi. Căn x thế bằng căn x trừ 5 nhờ căn x cộng 5 ạ. Thì nữa. Thì trên tử con tính ra được thành căn x cộng 5 ạ. À. Mẫu thì là căn x trừ 5 nhân với căn x cộng 5 ạ. Ừ, căn x cộng 5 rồi. Không có ra gì. Rồi con sẽ gọi căn x cộng 5 đi. Rồi. Thì nó sẽ ra là 1 nhân căn x trừ 5 ạ. Ừ, nó ra là căn x trừ 5 ạ. Đấy, thế đâu. Nhá. Bây giờ Minh Thu. Minh Thu sẽ làm cho cô 3. Nào. Nghĩ cô 3. Con ơi cô là đầu tiên là lấy căn x cộng 2 phần căn x trừ 5 bằng với lại là 1 phần căn x trừ 5 nhân giá trị tuyệt đối của x trừ 4 ạ. Cái bài này thực ra nó không khó đâu. Nhưng mà mình phải làm cẩn thận nhé. Mình làm cẩn thận cho cô nhé. Được chưa? Cô C này. A thì bằng B nhân trị đối của x trừ 4. Bây giờ A bằng gì? Nếu là bằng phía đặt A của mình thì bằng là căn x cộng 2 chia cho căn x trừ 5, đúng không? B của mình, B của mình vẫn là cứ gọi xong bằng 1 chia căn x trừ 5. Đấy. Thì bây giờ con thấy là A của con cũng thay thôi. Sẽ là căn x này cộng 2 chia gì? Căn x trừ 5 bằng gì? Bằng 1 chia gì ạ? Căn x trừ 5 nhân với gì ạ? Trị tuyệt đối của x trừ gì? Trừ 4, đúng không? Phải nhỉ? Sao con làm như nào? Là con gái con làm như nào?
Sẽ tính là thì sẽ tính cái điều kiện này đủ đảm bảo mẫu khác không và dương chưa, đủ đảm bảo mẫu khác không chưa? Nếu mẫu của mình khác không thì mình tự tin bỏ gì, bỏ mẫu tăng x cộng gì ạ, cộng hai bằng chi bốn của x trừ gì ạ, trừ bốn, trừ bốn thế là chi trừ bốn của a và bằng b thì tương đương là gì ạ, a bằng gì, bằng b hoặc a bằng trừ gì, trừ b đúng không, a bằng b hoặc a trừ b thì tương đương của con như nào đây, tăng x gì, căn x cộng 2 thì x trừ 4 ạ. Trừ 4 rồi. Và căn x cộng 2 bằng gì ạ? Trừ x cộng 4 ạ. Trừ 4 đúng không? Đúng theo nguyên tắc luôn. Con giải ra cái gì nào? Đầu tiên thì sẽ ra là x trừ căn x trừ 6 bằng 0 đúng không? Được. Dưới là x cộng căn x trừ 2 bằng 0. Đến đây ý, thì các con có thể dùng tách đang thức thành nguyên tử dấu mốc 8 để mình tìm ra nguyên. Hai là con sử dụng máy tính dùng chức năng MATLAB cho cô. Ấn về cái trừ 2 mà hệ số là 1 trừ 1 trừ 6 nó ra nguyên căn x có gì căn x bằng. Nhớ là phải lấy căn x dương nhá. Đấy thì các bạn cũng giải bình thường cho cô. Các nguyên tử con này vừa tách hôm qua ở 8 thì các bạn sẽ ra được là căn x bằng 3, nhưng chỗ này nó phải là căn x, nó là x bình. Căn x bằng 1 câu này như là vô nghĩa sao? Câu này bấm một tính như là vô nghĩa. Vô nghĩa không được vô nghĩa đấy. Có một vô nghĩa đấy. Các bạn bấm máy tính nhé, dùng chức năng mua mặt nạ bấm mà nghiệm của bạn ra có chữ y, nghiệm thêm mấy cái trên mũ nó có y và không chỉ đến vô nghiệm, có nghiệm ảo lớp 12 còn bị họ chỗ này của mình x bằng 9 này và x bằng gì, bằng 1 đúng không, và mã điều kiện nhé. Bấm thử máy tính này. Công nghiệp chỉ có 1 trong 2017 các bạn phải lưu ý cho cô. Nhìn sang đề nữa 16 nhé. Con phải luyện chủ đề đấy, kinh nghiệm học toán của cô. Cô nói này với các con như vậy phải chưa? Từ cả lớp 9 đến lớp 12 cứ luyện nhiều đề giỏi hết. Bởi vì là muốn thật ra thì các bạn thấy là đề thi bây giờ các bạn không quá khó, nó rất là cơ bản. Nhưng thí sinh người ta gọi là ôn luyện mà. Ôn và phải luyện tập được chưa? Thì mới giỏi được. Nhân luyện được chưa nói đến giỏi mà ít nhất là cái bài cơ bản là được thi vượt cấp để đạt điểm thì đi vượt cấp thôi mà nhá. Đề 2016 này, 2016 thi vòng này 18/6 này rất đẹp, 18/6 16. Cho câu hỏi như sau, vẫn là đề 150 phút, chỉ mỗi năm vừa rồi là 90 phút thôi. Cho câu hỏi như sau nhá. Cho A bằng 7 chia cho căn x cộng 8 được chưa, và B của mình bằng căn x chia cho căn x trừ 3 được chưa, cộng với 2 căn x trừ đi 2 nên chia cho x trừ 9. Với điều kiện như sau,
của mình lớn hơn bằng 0. Được chưa? X khác 9. Câu thứ nhất này, tìm giá trị của chứng minh bất thì bằng căn x cộng tan chia cho căn x cộng ba tìm x để p bằng a nhân b có giá trị là số nguyên. Có giá trị là số nguyên nhé. Cố gắng nốt bài này nhỉ. Bây giờ thì bạn bạn nằm đây. Ngọc Bích nào. Ngọc Bích làm được câu Ngọc Mai đi, cô hỏi Ngọc Mai. Ngọc Mai ơi. Mai đâu nhỉ? Mai ơi. In thế Mai đâu nhỉ? Cô của Bích ạ. Thế Ngọc Bích nào? Ngọc Bích con nào của ai như nào? Thế ít khoảng 2 năm thì sao? Ngọc Bích đâu nhỉ? Thế ít bằng 2 năm ấy thì căn ít bằng gì? Căn ít cùng bằng 5 đúng không? Sao trả lời cho cô nhá. Khác sẽ là Trang nào. Trang. Dạ. Khi bằng 2 năm thì căn x bằng 5 thay vào A thế nào? Thay x bằng 25 vào A thì ta có 7 trên 5 cộng 8 bằng 7 phần 13. Bằng 7 phần 10 gì? 7 phần 13. B thì làm thế nào? Bên này là nhìn cô bên đi gì? Mai, à quên, bạn Trang. Câu B thì tách x trừ 9 ra được là căn x trừ 3 là căn x cộng 3. Nhưng mà cái chỗ x trừ 9 này thì con sẽ tách ra thành căn x cộng 3 nhân căn x trừ 3 sao nữa? Sao nữa nhỉ? Nào. Sao đây? Con sẽ định làm thế nào? Xong rồi quy đầu mà. Quy đầu có nghĩa là cả từ và mẫu. Con đầu tiên con sẽ làm gì ạ? Cả từ và mẫu cộng gì ạ? Cộng 3. Mẫu nào là căn gì? Căn x trừ 3 cộng, à nhân với căn x cộng 3. Có gì? Cộng với này gì ạ? Căn x đúng không? Trừ 2 nhỉ? 24 đúng không? Thì chúng ta có bao nhiêu? X này. Cộng 3 căn x này. Cộng với 2 căn x này. Trừ đi 24 này. Dưới mẫu của mình là gì nhỉ? Căn x trừ 3 nhân gì ạ?
trên tử con bằng gì đấy? X này cộng gì? 5 căn x à? Trừ 24 trên trục căn x trừ 3 nhân với căn x cộng gì ạ? Cộng 3. Nào. Sao nữa Trang? Con ngửa con tách x cộng 5 căn x trừ cho 24 thì sẽ bằng à? Hình như cũng ra là căn x trừ 3 có máy tính thử đi, muốn làm mạnh đi. Nhân với không nhầm thì sẽ là căn x trừ 3 nhân với căn x cộng 8 thì phải. Đấy, thử xem. Nhân mẫu sẽ là gì ạ? Căn x trừ 3 nhân căn x cộng nhỉ? Cộng 3. Vậy thì tổng số sẽ là căn x cộng gì? Cộng 8 trên gì ạ? Căn x cộng nhỉ? Được chưa? Đúng không? Nhá. Thì bây giờ thì các bạn muốn làm được cái này, bạn bấm máy tính 153 nhé. Bạn tách ra được, tách ra được nhân tử bình nhiêu đấy, 8 ấy cũng được mà. Được chưa? Bấm, nếu mà dùng máy tính bấm nhanh 153 hệ số bằng 1, 5 và trừ 24 sẽ ra 2 nghiệm là x bằng 3 và x bằng trừ 8. X bằng 3 thì sẽ là x trừ 3 bằng 0, còn x bằng trừ 8 thì sẽ là x bằng 8 bằng 0. Hoặc tách ra lớp 8 cũng được, bạn làm yếu lớp 8 thì rất là buồn nhé. Câu thứ 3 con làm như thế nào ạ? Câu thứ 3 con hỏi Trường Giang nhé. Trường Giang ơi. Dạ. Trường Giang con nghĩ gì về câu thứ 3 đấy? Câu thứ ba này, câu ba đúng không ạ? Câu ba nó bảo là tìm x để p bằng a nhân b là có giá trị là nguyên a, phải cho a nhân với b ra. Các bạn đều check hết chưa nhỉ? Văn Anh xem chưa? Văn Anh xem chưa con ơi? Xong rồi ạ. Cái buổi như này cực kỳ hữu ích đấy, các bạn hãy lưu ý buổi học như này nhé. Mà buổi để thi mà, số bạn học bao nhiêu buổi thì chỉ đến buổi thi. Thế đấy thi thật rồi. Không thi có thì làm nào được. Là bằng căn x này. Cộng gì? Cộng 8. Chia gì? Căn x cộng gì ạ? Cộng 3. Nhân với gì ạ? 7. Chia gì ạ? A của mình vừa nãy là 7 chia căn x cộng 8 đúng không? Biết ngược thì ngược làm sao? A của mình là bằng 7 trên căn x cộng 8, b của mình mới là căn x cộng 8 trên căn x cộng 3, đây là a này, đây là b. Giờ biết ngược cũng được sao? Nhìn nhau, căn x cộng 8 đúng không? Mình rút gọn thì mình chỉ bằng 7 thôi trên căn x cộng 3. Trường Giang nói không nghe nào. Chúng ta làm thế nào? Cho 7 phần căn x cộng 3 thuộc Z ạ? Ừ. Sao đúng nhỉ? Và này hình như là giúp bạn một lần được gì? Ừ, thống nhất nhá, mình nói như thế này, ta có này, x của mình thì lớn hơn bằng không, đúng không? Thì suy ra p của mình là một số dương chắc chắn luôn, p lớn hơn không luôn. Bởi vì x nó bằng không thì ít nhất là bằng không đi, nó cũng bằng 7/3 là số dương rồi, đúng không? Sau vì này x lớn bằng không đúng không?
suy ra căn x cộng 3 phải lớn bằng 3, đúng không ạ? Đúng không là cái gì nhỉ? 7 chia cho căn x cộng 3 thì phải nhỏ hơn bằng 7 phần 3. Nhớ nhá. Lớn bằng 3 thì có phải ít nhất là nhỏ hơn số này không? Được chưa? Bởi vì số này mà càng lớn thì phân số này sẽ càng bé, tử giống nhau rồi. Số nào mà lớn hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. Để so sánh hai phân số cùng tử nhé, thì mẫu nào lớn hơn, ví dụ như thế này, 7 phần 3, đúng không? Thì đương nhiên phải nhỏ 7 phần 2, được chưa? Số cùng tử nhé, mẫu nào lớn hơn thì phân số đó sẽ bé hơn. Đấy. Nên mình có điều gì để lên này, p của mình lớn hơn không và nhỏ hơn bằng 7 phần 3, đúng không ạ? Để p thuộc z, p thuộc z thì sao nhỉ? Thì suy ra p của mình nhỉ phải thuộc những người nào? Đấy, p thuộc z nhé. Thì p chỉ có thể là một hoặc là hai. Vì sao ạ? 7 phần 3 thì nó cũng là hơn 2 một tí, đúng không? Nó chỉ có thể là 1 hoặc là 2, đúng không? P chỉ chạy cho mình là chỉ 1 hoặc là 1 hoặc 2. Thế trường hợp thứ nhất, P của mình bằng 1. P bằng 1 thì tương đương là 7 trên căn x cộng 3 của mình bằng 1, đúng không? Đấy. Thì tương đương là 7 bằng căn x cộng 3, đúng không? Tương là căn x của mình bằng 4, tương x bằng 10 gì ạ? 16, đúng không? Trường hợp thứ hai là p của mình bằng gì? Bằng 2, thì tương đương là 7 trên căn x cộng 3 bằng 2. Bằng 2 thì tương đương là gì? 2 lần căn x cộng 3 bằng 7, tương đương là gì nhỉ? 2 lần căn x cộng với 16 bằng 7 là 2 căn x bằng 1, tương đương là căn x bằng 1 phần 2 thì tương đương x bằng 1 phần 4 phần 4 chuẩn đấy, tương đương tương nhé. Vậy kết luận x bằng 1 phần 4 và x bằng 16 thì gì? Thì p có giá trị và rất hay luôn, được chưa? Còn phải lưu ý nhé. Cho nên là thực ra là khi mà đi thi thì cũng có rất nhiều vấn đề để mà làm hoàn thành cái bài thuộc này, thì dùng rất nhiều lần kỹ năng. Toàn bộ chương trình chương 1 lớp 9 của mình rồi, thấy chưa? Và phải vận dụng một số kiến thức lớp dưới nữa, thấy chưa? Cho nên là cái quan điểm của cô sẽ là con chí là cô thường sẽ không nên con như sau này: học chương nào đến câu nào cho đấy là chắc chắn bài bản của mình, thấy chưa? Sau đó sau khi mình học xong trình mình ghép đề và mình luyện đề thành công, bởi vì mình cách chuyên đề nhỏ là mình đã luyện rất tốt rồi, thì khi tổng hợp lại cái đề con sẽ làm rất là bài bản, chỉ chưa không bị sơ sót gì. Chứ còn mình chạy tranh nhanh chương trình quá thì khi mà mình bắt một cái đề con lại quên hết phần đầu và chưa làm chưa thành thạo phần nào cả, thì khi mà cái đề mà mình không có phần nào mình làm thành thạo thì mình dùng từ là kiểu đi vững chắc đấy, đấy đi thi thì rất là nguy hiểm. Nhá. Thì cô đã gửi cho con test đang có mấy câu trắc nghiệm đấy, thì xin mời lớp mình các bạn về làm đầy đủ ba mấy câu trắc nghiệm cô nhá. Buổi học thứ 6 cô sẽ tiếp tục chữa cho con một buổi này nữa, và tuần sau thì mình học bắt đầu học chương 2 bài số nhá. Đấy, cô nhắc qua cái chương trình như thế và cô chia sẻ với con một chút này, những cái lúc mà chữa đề này rất là quan trọng. Không biết các bạn như thế nào, nhưng ngày xưa khi đấy là cô truyền kinh nghiệm của mình, cô luyện đề cực kỳ quan trọng là
mỗi chữ đẹp của cô giáo là mình nên lắng nghe kỹ. Vậy đây là những gì mà thầy cô mình truyền tải cho mình và dạy mình cách làm đề. Được không? Nếu mình không học về đề thì không thể làm đề thi tốt được. Ít nhất là bạn chỉ có mất trong đề rất là nguy hiểm. Đấy. Thì cô mong là qua cái buổi học hôm nay, cô chữa cho các con từ đề 21 quay về 2016. Tức là các bạn làm được khoảng 5-6 câu đúng không? Đấy. Thì ít nhiều thì các con cũng nắm được cái sở thi của mình thi như thế. Thì các dạng đó, được chưa? Và đây cũng chỉ là một phần nhé. Mình có thể chữ nhiều đề có thể mình đa dạng hóa lên, được chưa? Thì các con ít nhiều nắm bắt cái dạng câu hỏi thu. Thì cái câu mà cô không lo lắng ở cái câu đó chính là câu tính đầu tiên và câu giúp gọn, các bạn không có vấn đề gì cả. Nhưng những câu cuối là gần như cô thấy lên thì vẫn sợ sợ, bạn chưa làm rõ, chưa làm tốt lắm. Cô mong là những buổi sau các con sẽ nắm bắt tốt hơn. Những buổi sau và hôm nay cô dạy các con đến đây thôi. Xin chào các mình và hẹn gặp lại các mình vào buổi học 6 vẫn giờ như này.